bệnh đâu. Trời ơi, giờ bệnh lắm đó. Destin đó hả? Trời ơi, nãy giờ là em chỉnh nhạc đó hả? Chị tưởng nãy giờ là tiếng lòng của chị. Rồi đi đâu mà không thấy? Chị dỗ con ngủ. Tưởng là chị là con lai luôn á. Châu Phi hả? Châu Phi, Senegal này nọ. Nghĩ là ôi trời, cái bà này bà mới về nước. Thấy là đẹp quá, lạ lạ quá. Tại vì không có ai giống vậy hết. Mà hát tiếng Anh cũng hay nữa. Are you ready? Yeah. Come on.